Hi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình có một cái chuyến đi đầu năm ở Bảo Lộc á. Thì mình đang trên đường tìm đường tới một cái hát rất là đẹp. Thì cái hát này mình cũng nghe nhiều người nói, thấy nhiều người đi rồi. Thì bữa nay mình trải nghiệm một mình đi tới cái hát này thử coi làm đường đi nó có khó không, và để được tận mắt nhìn thấy được cái hát mà rất là đẹp mà nhiều người đã nói. Thì trong cái quá trình đi thì mình cũng quay video clip lại để cho mọi người xem. Thì những ai có điều kiện đi, có sức khỏe đi thì trải nghiệm, còn ai không có sức khỏe thì mình không có đi được thì mọi người cũng có thể xem qua video clip tại nhà. Thì bữa nay mình bắt đầu hành trình thì đầu tiên là đi xe máy từ ở ngoài quốc lộ 20 vô đây khoảng tầm mười mấy cây số thì là đi xe máy được nha. Còn khi mà vô tới đây rồi thì từ cái đoạn mà không đi xe máy được nữa cho tới mà vô cái hát á thì bắt buộc mình phải đi bộ nha. Thì đường rất là dốc, đi bộ cũng rất là mệt, nhưng mà không sao, vì lý do là mình cũng ít đi vậy để mà thể dục hoặc là nâng cao sức khỏe. Thì mọi người đi như vậy nó cũng rất là khỏe. Thì này là cái đoạn đầu tiên mà để bắt đầu vào cái bìa rừng vô cái hát. Ở đây mình thấy có hai xe máy của ai nè. Thì xe máy mình có nghĩ có thể là chạy được tới đây là hết, không còn thể chạy được nữa. Tại vì bắt đầu từ cái đoạn đường này nè, cái con đường nhỏ này á là nó cũng hơi nguy hiểm á. Tại vì một bên là dốc núi, còn một bên là cái vực sâu, cho nên là mình đi thì mình phải cẩn thận nha. Tại vì mình đi cái này mình phải nhìn ở dưới đường á, chứ mình bước mà chợt chân á là nó sẽ té xuống cái vách núi này. Tuy là nó có mấy cây nó mọc lên nó che lại, mình không có thấy được cái vực sâu, nhưng mà mình chợt chân mình té xuống thì nó cũng nguy hiểm lắm á. Không có cái gì nó chịu lại cho mình đâu. Thấy cây như vậy thôi, thật ra nó là một cái vách vực sâu á. Thì cái con đường này đi nó nhỏ thôi, nó vừa đủ cho mình đi thôi, chứ nó cũng không có rộng lắm, do là cái đường mòn mà người ta hay đi á. Nói chung là cái hát này cũng có người ra vô thường xuyên, là mấy cái người dân tộc ở đây người ta cũng lên đây chơi, hoặc là những cái người đi rừng á, người ta cũng có vô đây người ta xây chòi lát người ta ở chỗ này. Thì mình đi một đoạn thì mình có thấy nè, ở đây có một cái căn nhà sàn bỏ hoang. Thì cái này là cũng người dân tộc người ta làm bằng tre thôi. Đó, mình đang đi qua cái căn nhà sàn này luôn, thì cái đường này nó đi xuyên qua ở dưới căn nhà sàn luôn đó. Thì mình thấy nó mục rồi cho nên mình cũng dám leo lên thử. Nếu mà đi bộ mà từ cái ngoài đường đất đó, ở những cái khu mà người ta trồng những cái đồi chè, mình đi bộ từ ngoài đó mà vô tới cái hát này á thì đi bộ khoảng tầm 20 phút mà. Nó tầm 3 cây số, nó tầm khoảng tầm 3 cây số. Nó không xa, tầm khoảng 3 cây số đường bộ mà để vô tới cái hát thôi, là 3 cây số đường rừng thôi. Còn mười mấy cây số từ ở ngoài quốc lộ vô á thì cái đường đó là đường nông thôn, nhưng mà có điều là đường đất khoảng tầm 2 mét, nhưng mà rất là xấu nha. Thì hồi nãy lúc đầu mình có quay một đoạn mà mình đi xe máy cho mọi người xem á, thì cái đoạn đường nó như vậy á, nó rất là xấu. Ai mà chạy xe mà tay lái yếu rất là dễ bị chật bánh xe nè, bị đập tay lái té rất là dễ.
ở ngoài cái khu này á, thì bên ngoài mình thấy nó có cái hồ rất là đẹp. Thì cái hồ đó đó là mình thấy là có thể là chèo súp hoặc là có những cái homestay nhỏ ở đó, thì mọi người có thích mà chơi theo kiểu thiên nhiên thì mọi người có thể đến đây, mọi người chèo súp hoặc là nghỉ mát rất là đẹp, cảnh ở đây cũng rất là đẹp và khí hậu rất là mát. Tại vì khu vực Bảo Lộc thì khí hậu nó không có lạnh như Đà Lạt đâu, nó chỉ mát thôi, nó mát suốt cả ngày thôi, thì nó còn có nắng nhưng mà nó không có đến nỗi nóng và nó cũng không có lạnh gắt như trên Đà Lạt, thì rất là dễ chịu cho mọi người. Thì bây giờ là mình đang đến cái tầng đầu của cái thác này nè. Đó, đây là một cái thác nhỏ, cái tầng này là tầng đầu tiên. Thì mình sẽ nhìn đường để mà mình lên tầng tiếp theo. Đó, tầng tiếp theo thì nó mang sát theo cái dách, sát theo cái dách đó. Mọi người cứ leo sát theo cái dách, nó cũng có những cái cây cho mình nắm. Mình leo sát cái dách này để mình lên cái tầng tiếp theo. Thì mình đã tới được cái thác, mình đã nhìn thấy được cái thác cao rồi. Thì bây giờ mình đang tiến sâu vô để mà tìm cái nơi phù hợp để mà mình dựng liều trại để mình ngủ qua đêm ở lại đây nha. Thì bây giờ tất cả mọi thứ mình đã dựng được xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng và mình ngắm nhìn cái thác này. Mình cảm thấy là đến được nơi này rất là vui. Thì ở đây cái thác nó đổ liên tục, rất là mát. Do cái hơi nước của nó nhờ cái gió thổi. Thì khi mà mình vô đây á, khi mà mọi người đứng ở trước cái thác này á, thì nó sẽ có một cái luồng gió thổi ngược từ trong vách ra. Do là cái thác này nó nằm ở một cái vách đá có hình cong như chữ C á, thì khi cái luồng gió nó thổi vô cái vách đá thì nó phải dọn ngược trở ra, nó đi theo đúng một dòng. Cho nên là cái xương mà của cái thác nước á, nó lúc nào nó cũng thổi ngược ra hết, thì tạo cho mình cảm giác rất là mát, lúc nào cũng được phun sương hết, rất là mát luôn. Thì bây giờ ở đây đang là 6 giờ chiều nha. Thì lúc mà trưa mình tới đây á, thì cảm giác nó là mát lạnh thôi. Nhưng mà từ bây giờ 6 giờ chiều thì mình cảm giác nó khác rồi. Bây giờ cảm giác nó bắt đầu lạnh nè. Nó lạnh không phải là do cái không khí ở đây lạnh, mà là do cái hơi nước và gió của cái thác á, nó cứ hỏi liên tục, giống như là mình đang ở trước cái quạt hơi nước vậy. Thì cái quạt hơi nước thiên nhiên cho nên là nó hơi mạnh chút xíu, thì nó cũng tạo cảm giác cho mình rất là lạnh do cái hơi nước. Thì bây giờ mình chuẩn bị bánh mì, mình nướng lại bánh mì để cho nó nóng giòn lên để mà ăn tối. Rồi
mình nghĩ lại đây đó, thì đi vô mấy cái chỗ này thì mình chuẩn bị những cái đồ ăn nó đơn giản thôi, nó không có cầu kỳ quá và nó cũng nhẹ và không có nặng, để cho mình dễ cái vấn đề là di chuyển khi mà mình đi á. Cho nên là đi như vậy thì chỉ ăn những cái món đơn giản, nó giúp cho mình no và đủ calo để mà có sức mình đi tiếp thôi, hoặc là đủ sức để mà mình di chuyển từ nơi này sang nơi khác, hoặc là mình đi ra. Mà mình vô đây thì nếu mà ai mà bụng yếu, mọi người không nên lấy nước suối nấu để uống nha. Ví dụ như ai khỏe thì có thể uống được, còn ai bụng yếu thì nó rất là dễ lạnh, dễ bị đau bụng. Nếu mà ai yếu thì mọi người nên mua nước suối, mọi người chịu khó mang vô. Tại vì nước suối mà mình xách vô thì nó cũng hơi nặng. Nhưng mà ai bụng yếu thì mình nên mang nước suối vô để uống. Còn ví dụ như mình thì mình đi cũng quen rồi, cho nên là mình có thể múc cái nước suối này nè. Tại nước suối này thật ra thì nó rất là trong, rất là sạch, nhưng mà mình phải nấu lại xong rồi mình mới uống được, để cho nó đảm bảo. Thì đi chơi trải nghiệm như vậy á, thì mọi người sẽ có rất là nhiều cái sự trải nghiệm mới lạ. Ví dụ như là mình tìm được những cái nơi có quang cảnh đẹp, mình bỏ sức để mà mình chinh phục, mà mình đi được đến những cái nơi đó, thì nó cũng giúp cho mình là nâng cao sức khỏe, thể dục thể thao, rồi cho mình nhìn thấy được tận mắt những cái quang cảnh thiên nhiên núi rừng của Việt Nam đó, thì nó có rất là nhiều điều hữu ích, nó rất là hay. Thì mọi người ai có sức khỏe điều kiện, mọi người nên đi chơi như vậy, nó cũng rất là vui. Bây giờ đang là 10 giờ tối nha mọi người, 10 giờ tối á. Thì ở đây 10 giờ tối là nó không có thấy được gì luôn, nó rất là tối, không còn nhìn được cái hát nữa, chỉ nghe được cái tiếng gió và cái hơi nước nó thổi rất là mạnh thôi. Thì mình đun củi xong là mình bắt đầu mình đi ngủ. Rồi bây giờ là bắt đầu mình dọn liều và rời khỏi nơi này nha. Thì bây giờ đang là 9 giờ sáng rồi. Thì hôm qua là do mệt quá xong là mình ngủ dậy hơi trễ. Với lại là ở đây nó cũng mát lạnh đó, cho nên là tuy là ở trong rừng nhưng mà ngủ rất là ngon nha. Cho nên là dậy hơi trễ. Thì bây giờ mình dậy xong rồi mình bắt đầu mình thu dọn để mình đi ra, để rời khỏi nơi này nha. Nói chung là cái cảm giác được đến đây rồi trải nghiệm xong rồi ngủ lại thì bây giờ cảm thấy rất là phấn khởi, rất là thích. Thì mong là mọi người ai nếu mà thật sự có thích hoặc là thích đi những cái chuyến trải nghiệm như vậy á, thì mọi người không có kinh nghiệm hoặc là mọi người không biết đường đi á, thì mọi người có thể hỏi mình, hoặc là mọi người có thể liên hệ với mình sẽ dẫn mọi người đi. Thì nói chung là mình sẽ làm người dẫn đường, mình sẽ dẫn cho mọi người đi. Rồi thôi, thì bây giờ mình xin tạm biệt nha. Thì ở đây mình đứng ở đây để chụp hình 1-2 tấm hình để làm kỷ niệm cho cái chuyến phiêu lưu tới cái hát này. Thì hát này nó có rất là nhiều tên, cho nên là mình cũng sẽ nói những cái tên mà mình đã nghe và mình đã biết cho mọi người. Là nó có tên là
hát liên ái khi mà mình gõ trên Google Maps. Còn nếu mà tới đây khi mình hỏi người đồng bào dân tộc thì nó tên là hát mơ.